Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Cứu Hải Tặc. Hôm nay ta cùng nhau quay trở về một cái hoạt động boss mới trong cái game Cứu Hải Tặc đợt này. Và trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ở đây thì để có thể trên tranh hoạt động này sẽ hiện ra một cái icon mới ở bên trang bên là cái chỗ đại chiến Uta Quốc. Thì với cái chế độ này ở đây sẽ yêu cầu như sau. Đầu tiên thì nó sẽ rơi vào các ngày 3, 5, 7 hàng tuần. Như vậy ngày xưa thì có Smite đánh 24/6 thì bây giờ thêm cái hoạt động này đánh 3, 5, 7. Đấy, bạn phải chú ý vấn đề đấy. Và hoạt động này có điểm khá giống hoạt động Wano ở chỗ bạn phải báo danh mới được đánh. Còn nếu bạn không báo danh và không đánh được nên nó bắt buộc bạn phải chú ý báo danh trước nhá. Cái thời gian báo danh dao động từ 10 giờ đến 18:55, tức họ gọi hôm nay là 5 phút trước khi diễn ra cái ngày giải đấu là không thể báo danh được. Nên thành ra các bạn chú ý là báo danh trong khoảng từ 10 giờ sáng cho đến 18:55 của cái ngày diễn ra hoạt động đánh là các ngày lẻ trong tuần là thứ 3, thứ 5, thứ 7 nhé, bạn phải báo danh. Ví dụ trường hợp đây hiện tại chưa báo danh ấn báo danh nhé. Như vậy là báo danh thành công này đúng không? Và sau khi báo danh thành công xong chúng ta sẽ đi xây dựng một cái đội hình gì đó để đánh cái hoạt động này. Rồi mình sẽ chuyển sang Nick Crew thì mình sẽ quay Nick Crew mà. Đấy thì với hoạt động này ở đây hiện tại đây sau khi báo danh xong nó hiển thị như thế này đây. Thì hoạt động này chú ý một chút là cái hoạt động này ấy, nó về cơ bản nó sẽ rất bình thường thôi. Điều kiện thì bạn phải đạt cấp 130. Cái này đa số người chơi đều đạt được. Thứ hai là trong cái này ấy, thì nó sẽ có một số cái mà tí nữa mình vào thực tế cho bạn xem được. Như bạn hiểu nôm na cái này đánh thì nó sẽ lấy xếp hạng theo cái số lượt đánh của bạn. Tức là nó không quan tâm bạn đam bao nhiêu. Nên ra mình không cần quan tâm nhiều vấn đề đồ đạc. Mà có thứ ta quan tâm đầu tiên là trang bị sao nó hồi sinh full đi cho nó sống dai dai một chút xíu đi. Thì ở thời điểm hiện tại mình chưa biết con tướng nào sẽ ngon nhất trong cái hoạt động này. Tại vì nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng mình sẽ đặt niềm tin một chút cho con Katakuri. Mình sẽ cố gắng hy vọng sẽ ẩn thân nhiều. Tại vì hiện tại giờ mình không biết con nào sẽ ngon nữa. Tại vì bây giờ ở đây ví dụ hiện tại trong các tướng hiện có ở đây hiện tại thời điểm này mình đang có Trick Ru thì mình nghĩ là con Kata thì giả sử nó hên thôi nhá, còn nếu nó đen thì chịu. Mình định chơi cả xanh nữa cơ mà xanh không biết. Cái hoạt động này không biết tính đồng đội thứ 6 hay không, cứ bất tạm con xanh đồng đội thứ 6 mà chưa chắc đã tính đâu. Còn thường các hoạt động thường chỉ tính 5 đồng đội chính thôi, cái này mình không chắc chắn nên mình cứ để tạm con xanh đồng đội thứ 6. Đấy thì tại vì chơi thì mình phải giữ vì cái đội hình nó không tính theo đam nên mình không cần quan tâm con nào đam to, mình quan tâm con nào hồi sinh cho nhiều nhất thôi. Thì ở đây mình sẽ cho Chopper với Uta vào để lấy hai con hồi sinh tướng đúng không? Như vậy giữ lại Oden tự hồi sinh chính nó cứ giữ lại thôi, chả mất gì cả. Vậy thì còn lại là Katakuri, mình sẽ kỳ vọng là con Katakuri sẽ ẩn thân nhiều để hy vọng sống dai, còn nếu không ẩn thân nhiều là mình sẽ thất bại đúng không? Còn nếu ở trong trường hợp giả sử như tất cả các tướng nó chỉ đều xem nhau, tức là cho là đều hồi sinh nên đều xác suất sống như nhau ấy, thì lúc đấy thì vấn đề là ông nào nhiều vàng hơn chi vàng nhiều hơn nó sẽ lên top 1 thôi. Lúc đấy sẽ phải chi vàng để cho làm sao chi vàng để bỏ qua thời gian để giảm bớt rồi tăng số lần đánh lên thì bạn sẽ có cơ hội. Bây giờ giả sử bạn đánh được 10 lượt, đối thủ bạn đánh cũng 10 lượt nhưng đối thủ phải chờ 30 giây để đánh chẳng hạn, bạn chỉ chờ 10 giây chẳng hạn ấy, thì bạn sẽ có lợi thế hơn nhưng bạn sẽ tốn nhiều vàng hơn. Nên thành ra mình bỏ cái hoạt động này đua, bản chất thì vẫn là đua vàng thôi. Ở đây mình cứ thử để thử Kata xem có tăng cơ hội thắng hơn không không thôi. Còn nếu giả sử không tăng cơ hội thắng thì phải dùng luôn cái team chính rồi sau. Ở đây mình đang kỳ vọng một chút là Kata sẽ ẩn thân nhiều thì cứ để tạ Kata xem được bao nhiêu lượt. Đấy thì nếu mà sử dụng để Kata như vậy thì lại đặt vấn đề lại phải đi điều chỉnh team. Bây giờ để dùng sao cho hợp lý. Con Chopper thì nó hồi sinh theo máu ít nhất. Còn con Uta thì hồi sinh theo nộ khí thuộc tính thấp nhất. Như vậy nếu muốn máu thấp nhất nhất thì mà nếu tiện nhất thì thôi để bố con Kata vậy hồi sinh luôn nhỉ. Nếu mình muốn tối ưu hồi sinh nhiều con thì để vậy không hay lắm, để nó sẽ bị trùng. Mình đang xem để nào hợp lý. Con Oden thì ấy rồi. Hoặc không thì khéo mình cho con Yamato vào. Yamato thì ấy có. Các bạn vấn đề lằng nhằng chỗ này chỗ chỉnh hồi sinh ấy. Tức là bây giờ mình hoạt động thì cứ kiểu cách một ngày để ra một ngày. Vậy nếu giả sử như giờ nếu mình mà cứ chỉnh cái ngày nào đi thay lại đồ rất là lâu. Không mình xem sao nó cơ động nữa cơ. Thì có lẽ thay đi thay lại đồ phải hơi lâu. Mình muốn cho Kata vào mà nghĩ cảnh hồi sinh nó hơi phức tạp. Nếu giả sử mình không cho nó đeo trái gì cả thì có thể con độ khí thấp nhất rơi con nào. Chopper với Oden tự hồi sinh chính nó là ok rồi. Mình sẽ đánh giá cao và tự hồi sinh chính nó. Thì hai con Chopper Oden nó ok này. Bây giờ còn Men Uta Kata giờ không biết là nên để thế nào hợp lý nữa. Căn bản làm sao để thay đồ ít nhất mà vẫn hồi sinh được. Còn bây giờ muốn hồi sinh nộ nhiều nộ nhất dễ nhất thì cho con Yamato vào. Nhưng nếu cho Yamato vào thì vấn đề đặt ra là đấy thiếu tướng. Khó nhỉ. Hay mình bỏ con Chopper đi cho Yamato vào thì Uta hồi sinh nhiều nộ nhất sẽ là con Yamato luôn, mình đỡ phải chuyển đồ, mình đang tính vấn đề chuyển đồ. Nếu giả sử bây giờ mình thay con Yamato rồi nhé, thì khi mình chuyển hết trái quỷ sang con này sẽ là độ khí cao nhất thì con Uta sẽ hồi sinh con Yamato. Oden tự hồi sinh chính nó. Bây giờ mình chỉ cần hồi sinh mỗi con Kata thôi và con Main thôi. Con Main thì mình biết con Main nó chả sống được bao lâu. Nếu mình chấp nhận bỏ không hồi sinh con Main thì sao nhỉ? Hoặc mình hồi sinh con Main theo kiểu thuộc tính thấp nhất, còn Kata hồi sinh theo kiểu là độ khí ít nhất. À không, nhưng bây giờ thì còn Chopper là một độ khí ít nhất nhỉ? Như vậy thì hồi sinh Kata là kiểu thuộc tính thấp nhất. Nếu là thuộc tính thấp nhất thì mình để Kata không đồ là xong, mình đỡ phải chuyển đồ. Thì mình để con Main như thế kia.
Và như vậy khi đó ấy, thì con Kata, nếu mình để con Kata không đồ mà mình vẫn đeo trá quỷ vào, như vậy con Kata sẽ không phải là con độ khí ít nhất, đúng không? Như vậy là Oden tự hồi sinh chính nó này, Uta hồi sinh Yamato theo kiểu độ khí cao nhất này. Như vậy là con có thể con Mei sẽ tự hồi sinh chính nó theo kiểu dạng độ khí ít nhất vì nó không đeo trá quỷ tăng độ. Như vậy thì Kata sẽ hồi sinh kiểu thuộc tính thấp nhất, thế đẹp nhất đấy. Còn chấp nhận là Uta có thể không hồi sinh, chơi vậy cho nhạt đi. Nên mình tính làm sao để cảm giác cho nó kiểu nó hồi cho kiểu nó đỡ phải chuyển đồ nhiều ấy mà. Rồi ok, mình chốt như vậy nhé, thì mình thay đồ. Để trước mình quay mấy cái video liền nhau mình đi thay đồ một chút xíu. Đầu tiên là chuyển đồ từ con dâu đen về lại cho con Yamato để cho nó về sức mạnh gốc của nó đi. Sau đó mình gỡ trá quỷ ra, mình chuyển về lại cho con Yamato. Nhiều khi quay video nên đôi khi cứ rút ra rút vào hoài nhé. Trá quỷ cộng 10 vứt cho con này nhé. Dùng cái này vào đi, để vây cho đỡ phải chuyển nhiều. Con Funky thì đeo lại, con Funky gỡ trái này ra. Rồi tiếp tục bây giờ cái thời trang vứt lại cho Yamato này. Đấy là coi như là xong Yamato trang bị con tinh linh lại. Thì Yamato đang có con Roden vứt sang này. Như vậy là xong nhé, giờ giải quyết xong con Yamato này. Tiếp tục là mình quay trở về con Uta. Uta là coi như giữ nguyên từ đầu đến cuối rồi. Không sao, Oden thì giữ nguyên rồi, không? Là giờ xong 3 tướng rồi. Con Funky coi như là vị trí của con ấy thì cái trái quỷ vứt sang thôi, lấy cái trái quỷ tăng nội sang cho nó không phải độ khí thấp nhất để ra hồi sinh thuộc tính ít nhất mà. Thì vậy vứt cái này sang con Kata, đấy, vậy thì cho nó trái quỷ độ cao cao một tí đỡ phải chuyển trái, đúng không? Vậy như vậy sau đó các thuộc tính khác mình không quan tâm, mình đang cho thuộc tính thấp nhất. Còn bên cạnh đó mình để cho con thế nào, như vậy hiện tại là main rồi, còn con gì ấy nhỉ, mình đang chơi ở đây là con Oden là 1 này, Uta là 2 là xong rồi, Yamato là 3 là xong rồi, Funky Funky là 4, Funky tương ứng với Kata là 4 này. Như vậy tiếp tục con cuối cùng là con gì ta? Con cuối cùng, con main có rồi, ok vậy là xong rồi. Vậy như vậy để như vậy. Bây giờ mình test lại xem nó hồi sinh đúng chưa là được. Mình sẽ vào trong đại chiến thế giới. Mình đánh thử với nở chẳng hạn để mình cho đánh thua để mình xem nó hồi sinh đúng chưa. Xem tận mắt. Thì thế mình chốt team này đánh. Con Oden đánh trước hay con Yamato đánh trước nó không quan trọng. Đánh với con boss thì không lo vấn đề nộ khí lắm. Chúng ta chủ yếu là lo vấn đề hồi sinh đúng hay sai được. Thì chờ xem nó hồi sinh đúng không nữa. Team này hiện tại mình đang chơi ở đây sẽ là hồi sinh 4 con, 4 con hồi sinh là được. Và mình sẽ kỳ vọng Akata nó ẩn thân nhiều nhé. Akata ẩn thân nhiều để có thể giúp mình câu thêm lượt được. Đánh cho số lượt đánh mà. Nó không đánh theo đam, đánh cho số lượt thì mình kỳ vọng Akata ẩn thân nhiều. Còn nó không ẩn thân nhiều thì chấp nhận nữa, mình xem xét việc dùng con khác. Tại hoạt động nó mới ra, mình chưa biết con nào ngon nhất, mình đang để phứa phứa. Mặc dù không có đồ thì thấy là Katakuri của Nick Crew đánh cũng trâu phết luôn. Tại mấy cái nick siêu top thì số nó to, đánh không đồ nó cũng chất lắm. Bị mê hoặc mất rồi. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy con Kata ẩn thân phát nào, mới một lượt thôi. Hy vọng sẽ ẩn thân nhiều nhiều một chút rồi. Chứ nó không ẩn thân nhiều là mệt. Kata, Jack, hoặc là Shank, mấy con đấy đang xem xét không biết con nào sẽ ngon nhất thì đang để phứa phứa. Đánh đầu này có khi nào lại thắng không nhỉ? Chết dở, đang muốn xem hồi sinh cho chắc ăn thì cứ đánh này khéo lại thắng mất. Tôi thấy phát này nguy cơ thắng thật rồi. Khổ quá đây mất rồi. Phát này win mất rồi, không xem được phát này. Mình đổi lại chút cho Yamato đánh đầu nhé. Sao mình đánh thử được phát nữa. Đánh Nick Tuệ Minh, đánh Nick Tuệ Minh. Chắc là sẽ thua để xem nó hồi sinh đúng chưa.
À nhưng con Kata là chưa bút thiên phú, chắc phải nâng cái thiên phú một chút xíu. Cứ xem hồi sinh đúng chưa đã. Thế không đồ mà nó không chết sớm thì sợ đấy. Đây ẩn thân này, mình đang cần cái ẩn thân này để hy vọng. Còn nếu là sự ẩn thân là tình mà boss nó vẫn đánh chết thì chịu. Trường hợp nếu là ẩn thân boss vẫn đánh chết thì không chịu. Tại mình không biết là boss đánh chết cái ẩn thân không, mình hy vọng sẽ không đánh chết. Và nếu nó đánh nó vẫn xóa là cả ẩn thân hư vô, nó vẫn đánh cho chết bình thường thì bó tay thôi. Thì đấy chỉ có đi spam lượt bằng vàng thôi, chịu. Đây mình đang cố đánh điếu xem là liệu có thể kiếm thêm được 1-2 lượt nhờ cái sự hên xui ẩn thân không. Tại dạo mình chơi Kata Green thì thấy ẩn thân khá nhiều, mình hy vọng thôi chứ chưa chắc là ẩn thân được đâu. Nó cũng hên xui lắm. Đánh này nguy cơ lại thắng tiếp rồi. Ô chết thật tiệt, bây giờ muốn xem cái hồi sinh nó cũng khó nhỉ. Không thì chắc cứ coi như hồi sinh đúng thì nghe chừng đánh vậy cũng không thua được, cái khổ. Để Kata không đồ, hy vọng xem hồi sinh đúng chưa, cũng không đánh toàn win đó. Ra khiên Uta quốc bảo kê cho Oden đấy. Trời, nghe chừng kiểu này không ổn lắm. Thôi coi như mình hồi sinh đúng rồi nhé. Đánh thử nghiệm ấy mà. Cái đánh này cóc win được. À bên, cóc thua được, không thua được, vẫn win. Mình con Yamato thì tìm trả win. Ấn hoàn thành thôi, vẫn win. Khổ thế không biết. Thôi, để tạm thời như vậy, vứt để đội hình cũ. Bây giờ mình nâng con Kata Kuri tí thiên phú rồi đã. Tưởng thua chứ, đánh win thế này xem làm sao rồi. Nên con Kata ở đây, Kata đây. Nâng tí cái thiên phú này một chút thôi. À, cái tài nguyên có nhiều, nâng một chút nó không tốn mấy. Còn trái quỷ mình thì câu mỗi trái tăng nộ sang để mình cho nó không phải nộ khí thấp nhất thôi. Tại vì đang hồi sinh nó theo thuộc tính thấp nhất, kiểu không có đồ mà. Để về sau khi mình sang một ngày mình không phải chuyển đồ tướng này tướng kia sang cho nhau ấy, nó đỡ mất công. Gỡ mỗi trái quỷ không sẽ nhàn hơn. Nên mình chỉnh như thế thôi. Còn bây giờ tạm thời mình chưa đến boss thì cứ tạm thời gỡ trái quỷ vứt lại cho Funky. Tại vì này gỡ mất có 10 vàng nó cũng chả tốn bao nhiêu ấy. Thì để vậy cho nó tiện hơn. Ở đây tạm thời sẽ nối tiếp video bạn khi có boss diễn ra nhé. Còn đấy là khâu chuẩn bị của mình trước khi diễn ra boss thì các bạn biết tình hình như thế. Sau đó ta sẽ chờ boss ra thực tế cho các bạn xem.
Ok, mình đã có mặt ở đây khoảng tầm gần 7 giờ nhé. Về cơ bản các hoạt động khác thì khoảng tầm 15 phút trước khi diễn ra cái hoạt động sẽ có một cái icon hiện lên ở góc màn hình. Nó sẽ báo hiệu hoạt động còn bao nhiêu thời gian. Còn tôi sẽ chờ đủ giờ tôi xông vào thôi. Hy vọng là game sẽ không bị lỗi gì cả để cho mọi thứ mượt mà suôn sẻ. Ở đây mình đã để đội hình con Kata rồi. Mình sẽ hy vọng là nó sẽ được nhiều lượt một chút xíu. Nhưng không muốn là không may xui xui nhá, ít lượt đâu. Ta sẽ chờ thêm khoảng tầm 20 giây nữa. Hoạt động này mình nghĩ là chắc chỉ có top đú nhau là chính thôi, chứ người chơi thường chắc là khó. Và khi các hoạt động mới ra thường ai cũng sẽ tham gia ấy. Nên thành ra cái xác suất mà các bạn yếu mới con chen được thì hơi khó. Nhưng mà nếu hoạt động này diễn ra lâu, bắt đầu dần dần người ta đủ nguyên tố mới thứ linh tinh ấy, thì chắc các bạn sẽ dễ tham gia hơn. Và thời điểm hiện tại sẽ hơi khó đấy. Rồi mình xông vào nhé. Ủa sao lại chưa báo danh? Mình báo danh rồi mà. Nó bị lỗi đấy, bị lỗi bị ấn vào đây mới hiện này. Đầu tiên là cái lỗi vấn đề về báo danh nhé. Đây sẽ giảm thời gian hồi chiêu xuống. Mình giảm cái thời gian hồi chiêu cho phép mình giảm được khoảng tầm chục giây thì phải, mình cứ giảm hết hồi chiêu nhé. Mỗi lần mất khoảng tầm 2.500 vàng đấy. Nói chung cái này rất là tốn vàng, mình chỉ áp dụng cho mình nick như kiểu nick guru thôi nhé. Còn những cái bạn nào đây nó cho giảm khoảng tầm 10 giây á. Đó rồi mình ấn cái này bỏ qua, thời gian mất thêm 500 vàng nữa. Như vậy thì những cái hoạt động kiểu này áp dụng cho nick guru nên các bạn yếu thì không nên bắt trước nhé. Ở đây mình cứ cho lướt qua một chút xíu để bây giờ mình cho một số nick khác vào đây, ấn vào chiến báo, một chiến báo này. Sau đó mình có thể mình cho mọi người xem chiến báo này ở trong một cái phần copy chiến báo. Đúng không? Mình có phần copy chiến báo, copy lại. Rồi giờ trước mắt để auto đã. Bây giờ đây mình ấn bỏ qua thời gian trước đã để lấy cái lợi thế cái bot đã. Còn chiến báo nữa ta sẽ xem sau, bây giờ mình loát một số cái nick mình cầm vào ấy. Thì cái này trước mắt là cứ lại bỏ qua tiếp, nó hơi bị khó ấn một tí. Mình sẽ để auto click bấm cái này trong lúc mình loát một số nick khác vào hoạt động nhé. Vì đang diễn ra hoạt động mình cần vào sớm sớm một tí. Cái này sẽ phải dùng rất nhiều vàng để bỏ qua nhé. Mình cứ cho bỏ qua liên tục đi. Thì cái vàng nó hao khá là nhiều, các bạn chỉ cần chú ý vấn đề là hao vàng nhiều thôi. Ở đây mình sẽ phải mất thời gian cho một số nick khác vào hoạt động đã. Những nick nào mà các bạn chơi vui vui thì khuyên các bạn là chỉ vào tích auto kệ tự đánh nhé, không can thiệp giảm thời gian gì cả nhé, để rất là tốn kém. Còn những nick nào mà chịu chơi thì bạn hoàn toàn thể bỏ vàng ra. Nhưng cái lượng vàng bạn tốn rất là nhiều vì hoạt động diễn ra tận 3 ngày trong tuần. Không, diễn ra tận 3 ngày trong tuần như vậy vẫn rất là tốn kém nên bạn phải chú ý vấn đề đó. Còn nãy giờ mình ấn nick guru hơi chậm một chút xíu nên là có thể sẽ hơi chậm tí, nhưng mà cứ kiên trì xài vàng thôi. Còn mình loát xong các nick khác mình cho các bạn xem trên báo. Sau khi mình loát hòm hòm xong rồi, bây giờ mình sẽ chuyển giao diện sang một cái giao diện xem chiến báo các bạn xem nhé. Ok, đây là chiến báo nick Gru đánh nhé. Bây giờ sẽ cho mọi người xem từ đầu xem được khoảng tầm bao nhiêu lượt nhé. Đây là con nick đánh với con quái đây. Hiện tại mình chưa biết con quái có đặc điểm gì, xem thử một tí. Còn nick kia cứ để auto click cho nó bấm thôi. Nó sẽ rất là hao vàng, mình nhấn mạnh các bạn vậy. Mình xem thử được bao nhiêu lượt thôi, chưa chắc đôi đội hình tốt nhất đâu. Nhưng ở đây hiện tại trong lúc các bạn xem trên báo, mình check qua xếp hạng, hiện tại thấy Nick Gru hiện tại đứng ở tầm hạng 2. Như vậy có thể đội hình của mình chưa phải đẹp nhất, hoặc cũng có thể là do mình vào chậm, hoặc có thể do mình xui xui hên xui con Kata nó chưa ẩn thân nhiều. Tại vì hiện tại mình chưa biết đội hình nào sẽ là ngon nhất trong hiện tại nhá, mình chẳng qua mình để bừa thôi, mình để bừa thôi nhá. Nên là mình chưa biết, chủ yếu vẫn là xả vàng là chính thôi. Mình sẽ kiên trì mình xả vàng thôi, anh Gru bảo mình cứ xả thì mình cứ xả thôi. Trước mắt là sống qua được 2 lượt, ít nhất là trước mắt thấy là nó đánh chưa chết tướng mình đúng không? Nó đánh khá là yếu này. Ôi, à không, nó đánh chết một con ấy. Nhưng kiểu nó giống như kiểu con Kaido, như cái đánh phải là chết một con đấy sao. Nhưng đây thì do mình còn hồi sinh nữa. Có thể con Kata mình ẩn thân, nhưng mà ẩn thân nhưng nó đánh không trúng Kata thì nó cũng không tác dụng mấy nhỉ. Nói chung là nó hơi khó, cái này nó hơi mang chất là hơi hên xui chút xíu. Tại vì không thể chắc chắn là Kata ẩn thân hoài hay không. Nãy giờ thấy là trong turn 2 thấy đang ẩn thân nó có chút may mắn này. Nhưng mà tuy nhiên là cái riêng chơi những con như Kata ấy, là không phải turn nào sẽ ẩn thân nhiều với nhau nhé. Nên mình chẳng qua cho xem qua tí xem trụ được bao nhiêu turn thôi. Nó tính cái này tính theo số lượt chứ nó lại không tính theo các cái khác, thì mình chưa chắc là đội hình thế nào. Tại phải cân đối thêm đội hình nữa. Mà có khi nào chơi cái đội hình chính nó lại nhiều lượt hơn là cái đội hình phụ không nhỉ? Còn đây thấy đánh thì nó chỉ chết một con một chứ không đánh chết cả team, nên là cứ từ từ mà nhây nhây thôi. Nhưng nếu đánh kiểu này, ví dụ như cái vách sắt có tác dụng để kéo chơi phanh kia ra vách sắt liên tục lại ngon hơn. Ở đây hiện tại mình không, ví dụ giả sử như con Oden này nó còn vách sắt không nhỉ? Oden nó có vách sắt thì xem, nếu Oden mà không bị chết ấy, thì có thể mình kéo chơi phanh kia cho vách sắt liên tục lại ngon hơn đấy.
Đây này nó đánh hoàn toàn một máu được. Nhưng mà sao nó vẫn chết được con kia nhỉ? Nếu mà vách sắt tốt như vậy, kéo chơi Funky ngon hơn vậy. Để Funky nó sẽ bút vách sắt hoài mà. Mình thử thêm một xem nốt chiến báo một tí nhé. Hôm nay ngày đầu đánh thử mình chưa quan tâm nhiều top lắm. Nhưng mà nếu giả sử vách sắt như vậy, chưa có Funky, cái vách sắt đều thì ngon hơn. Nó nộ liên tục nó cứ vách sắt. Còn hôm nay đang ngày mình thí nghiệm nên mình chưa chốt team, nhưng mình đang cảm giác là mình đang xem tiếp xem nếu giả sử một cái này lại không vách sắt đều nhỉ. Mình sẽ thử một trận chơi Funky xem sao nhé. Mình nếu vách sắt đều được thì nghĩ là chơi Funky lại ngon hơn. Mình sẽ thay cái trận hình này, cái trận Funky của mình. Đó, mình sẽ copy chiến báo, bạn xem tiếp chiến báo này. Còn nữa mình sẽ copy chiến báo khác cho bạn. Và cái chiến báo khi mình chơi trận Funky xem có khá hơn không. Tại vì tự nhiên mình cảm giác cái này nếu mà vách sắt nó không chết thì để vách sắt đều. Nói chung là phải điều chỉnh nhiều một số thứ, tại vì nói chung là hoạt động mới ra nên cũng chưa trải nghiệm được nhiều. Hôm nay mình không cần thiết phải đứng top đầu, mình đang thí nghiệm một chút xíu nữa để mình xem nên chơi thế nào. Thì tại mình sẽ quay trở về đội hình Funky, mình thay một số thứ lại đấy. Như vậy cái trận này mình trụ được khoảng tầm 7 lượt nhé. Rồi chuẩn bị cho các bạn xem một trận khác. Chờ mình chút xíu, mình sẽ loát bạn xem một trận hình khác nhé, mình xem cái trận Funky nó có khá hơn không nhé. Có thể ở trận khác còn khá hơn nữa, nói chung hiện tại đang cuống, chưa biết là chơi trận đội hình nào. Chờ chút thì mình đang loát cho bạn đội hình tiếp theo, đang vừa đánh vừa xem top nữa. Trận kia được 7 lượt, tức là các con Kata còn hên xui nhé, tạm thời là 7 lượt, bây giờ quay về trận Funky xem nào. Ôi chết, trận này như lúc này mình chiến báo này mình chưa lắp trái ác quỷ đúng không nhỉ? Trên báo này chưa lắp trái ác quỷ, trên báo chắc là lắp trái ác quỷ trên báo sau thôi. Chờ chút mình copy cho bạn một trên báo khác. Cái trên báo mà lắp trái ác quỷ vào rồi. Chờ chút nha, mình lắp bạn trên báo khác nhé. Trên báo này chưa lắp trái ác quỷ nó sẽ chưa nộ sớm được lắm. Đang quay đúng lúc hoạt động nó sẽ hơi cuống một tí. Đây này bị nhập nick rồi, chờ chút để mình điều chỉnh lại cái chỗ giao diện màn hình một chút xíu. Hoặc không mình chờ xong hoạt động thì cho các bạn xem trên báo kia nhé. Là mình sẽ tua qua hoạt động tí, nó bị cuống bật nhiều nick quá nó bắt nhầm hình. Mình sẽ tua, mình sẽ ghép qua các bạn xem đoạn này. Ok, đây mình bắt được hình ở đây, mình sẽ cho người xem chiến báo. Ở đây mình sẽ đẩy cho con Funky slot 1, mình muốn tạo cái vách sắt sớm để bảo vệ team sớm, mình xem có trụ được lâu hơn không nhé. Nên để tạo Funky slot 1, chưa chuẩn chỉ hết đội hình thì mình đang để khẩn cấp. Ở đây mình để Funky slot 1, mình kỳ vọng là từ turn 2 bắt đầu sẽ vách sắt liên tục xem có bảo kê được team không. Nếu bảo kê được team thì hay đấy. À nhưng mà Funky này không vách sắt chính nó nhỉ, cũng dở nhỉ. À như vậy nếu giả sử mình để đội hình mình tạo vách sắt cho một cái con, ví dụ giả sử bây giờ mình có một ý tưởng nhỏ nhỏ là nếu giả sử với điều kiện là vách sắt sống được nhá, thì nếu giả sử mình tạo vách sắt thì mình dùng con Ken vào, mình cho con Funky ít máu nhất để vách sắt búp chính nó ấy, chẳng hạn đấy, thì có phải tự nhiên là con Funky sẽ à không, cũng chưa chắc nhỉ. Vậy trận này mình nghĩ là có một trận rất là hay mà mình không biết có áp dụng có tốt không, là mình định chơi Ken kết hợp với Funky để tạo vách sắt, nhưng mà không áp dụng trong cái video này được. Tức là ví dụ mình dùng con Ken vách sắt chính nó cộng thêm con Funky mà kiểu giống như có ít máu nhất để được vách sắt bồi chúng đi. Thế vậy trong Funky búp vách sắt toàn team thì không biết như thế có trụ được không nhỉ. Đấy mình đang ý tưởng đấy nhá, mình chưa biết đúng hay sai mà thấy xem thử xem được bao nhiêu turn nữa. Còn đây con này như đánh random, nếu đánh random mà nếu không đánh trúng Funky thì để Funky slot 1 là đủ cho cả team bất tử rồi, tại Funky nó không búp cho chính nó. Nhớ không nhầm Funky không búp chính nó. À nhưng mà Funky búp được hư vô, con này nộ liên tục thì cũng chả sợ. Con này nộ liên tục thì hư vô coi như thoát nạn rồi nhỉ. Mình thử xem liệu có trụ lâu thật nhé, hay là mình ảo tưởng nhỉ. Mình xem thử con nào chết không nào. À không, vẫn chết, vách sắt vẫn chết nhỉ. Không, nó vẫn chết. Với vậy thì hơi căng. Nên là nó sẽ giống cái trường hợp của con Kaido, là vách sắt vẫn chết. Thì mình lấy mình đang kỳ vọng là vách sắt không chết nhưng mà không, vẫn chết. Vậy thì khó nhỉ. Nếu mà vẫn chết thì lại chơi Kata cái này ngon hơn. Hên xui ẩn thân thì kéo lại thoát được. Con Funky đang nổ liên tục thì tức là nó sẽ ra cái khiên hư vô liên tục đúng không? Vì nếu giả sử nó hư vô liên tục xem như là giả sử nếu dính hư vô nó có chết hay không nhé. Nếu mà hư vô thoát được thì nhiều khi chơi Kata hay xui ẩn thân lại hơn. Cái trường hợp này hơi dối, mình chưa biết anh chơi con gì.
Bạn nào có ý tưởng có gì xịn xịn không? Bảo mình phát để mình áp dụng thử xem nào. Đây mình đang để bừa, mình không chưa biết được. Không biết những cái khiên như Uta Quốc hay khiên hư vô định tính có bị không? Nó chưa hoạt động ấy tốn kém nhé. Cứ xả vàng là chính thôi. Kể cả bây giờ bạn không biết xếp team mà cứ xả vàng kiểu gì mà trong top 10 đúng không? Còn top cao hơn thì hên xui, top 10 cứ xả vàng là lên thôi. Nên gần như sẽ ram đùm một con kể cả có phách sắt nữa vẫn chết nhé. Hay cho con xanh mà hên xui búp hư vô nhỉ. Có một số cái trường hợp như vậy mình chưa biết. Lúc đầu mình kỳ vọng phách sắt thì mình nghĩ con Ken, nhưng mà bây giờ mình lại nghĩ con xanh. Xanh hoặc Kata linh tinh, nói chung là cũng dối lắm, tại vì nó liên quan đến hồi sinh linh tinh thôi. Cái hồi sinh mình căn được, nhưng mà cái mấy cái khiên hư vô ẩn thân thì mình không căn được. Hoặc là cứ chơi đội hình này xong cứ dùng vàng mà xả cho nó nhạt. Giờ vấn đề là sao nghĩ con chơi làm sao cho nó hợp lý. Cái này được khoảng tầm 7 turn rồi, nhưng mà cái chung là cảm giác nó vẫn chưa ưng ý lắm. Giờ con Frankie nộ phát này nếu là sự nó không chết thì là hiên hư vô sẽ né được. Còn nếu nó vẫn chết thì là vô dụng hết. Nó vẫn chết như vậy, hư vô chết là sống được 8 turn. Như vậy thực sự cái chênh lệch cũng không nhiều nhỉ. Trận cũ 7 turn, trận này 8 turn, như vậy là không chênh lệch nhiều lắm. Hiện tại đứng top 2 nhưng mà thực ra do vấn đề xài vàng thôi. Hiện tại mình vẫn chưa cân đối được. Bây giờ đang đánh rồi thì mình không thể thay đổi trận hình quá nhiều được. Mình đang hơi lăn tăn nên chơi con gì. Xếp hạng trận hiện tại thì nó khá là cân bằng, ba cái trận, ba cái bên trận doanh thì tương đối sát sát nhau, không chênh nhau quá nhiều. Thôi kệ, cứ xả vàng nốt hoạt động để cho người xem qua tình hình hoạt động một chút thôi. Hôm nay chưa chốt được team mình phải suy nghĩ thêm nữa. Mình suy nghĩ thêm xem nên để như thế nào. Trước mắt mình thấy một điều là cả hư vô nó vẫn đập chết. Như vậy chúng ta phải cân đối thêm một chút. Nếu hư vô đập chết thì cần gì xếp team nhỉ? Còn tầm này nếu có xả vàng đều thì mình ăn chắc top 2 thôi. Top 1 thì hơi khó, tại vì tầm này nó còn hên xui hiệu ứng nữa chứ. Nói chung hoạt động nó khá là nhạt nhẽo, bạn treo như treo chiến trường hay là Wano thôi. Nên là nó tính là số lượt, nên là nói chung lượt càng nhiều càng tốt thôi. Trong cái nick mình cầm thì chắc là mỗi nick Gru là chi vàng chiến cái này thôi. Còn đa phần là chơi từ từ thôi. Kéo lại cho về con Kata hên xui đi. Quay về trận Kata này. Nói chung cứ thử đi thử lại đó, mình chả biết cái nào hơn cái nào đâu. Game có tính năng tự động tham chiến thì bạn chỉ mất công một tí là vấn đề phải báo danh. Báo danh thì mới vào tự động tham chiến được. Và khi vào rồi kệ tự tham chiến thôi. Còn Kata cái này nó không tính down nên mình không cần đồ ấy. Mình cứ để nó không đồ đó. Để cho đỡ mất công thay nhiều ấy. Mình để con Kata và xem nó có khá hay không đó. Kata để mình chơi nhây nhây, mà thực ra thấy mấy cái hư vô nó vẫn mất thì không biết cái ẩn thân có thoát được không. Thôi mình nghĩ là không xem thêm chiến báo, để vậy treo nốt thôi. Tập này để vậy treo nốt thôi. Và cầu may bây giờ mình còn bao nhiêu phút nhỉ? Còn 14 phút nữa chắc mình tua bạn xem đến kết quả đâu. Bây giờ cứ treo vậy có gì đâu. Mình đang tranh thủ ăn cơm một chút xíu thì có thể treo bạn tiếp vậy nhé. Và có thể mình sẽ copy vào thêm một chiến báo nữa các bạn xem cho đỡ buồn nhỉ. Ở đây mình sẽ cố gắng mình copy thêm một chiến báo nhé. Đây chiến báo Kata mình sẽ copy cho các bạn xem bên ngoài nhé. Đây cho auto click nó bật. Và mình sẽ bật trình duyệt khác đây cho bạn xem trên báo đó. Đây là chiến báo tiếp theo, mình xem lại chiến báo cũng là con Kata xem có sống lâu hơn không nhé. Giờ xem vui vui thôi chứ tầm này khó rồi. Còn cái kẻ nó xả vàng thôi. Đây trong cái giai đoạn chưa chốt được team. Cái cơ chế con này đánh kiểu gì nhỉ? Đánh được khoảng 7-8 lượt thì hơi ít. Thực sự 7-8 lượt thì chưa nhiều. Cả là cấp tẩn phát chết một con này cũng khó quá. Team này đang hồi sinh nhiều thì câu thêm được 1-2 lượt thôi, không trụ lâu hơn được. Nó khè phát chết một con này hơi căng.
Kata thì ẩn thân khá là nhiều, nhưng mà quan trọng điều ẩn thân mà nếu mà xem nếu ẩn thân nó vẫn đập chết thì cũng không ăn thua. Hư vô là vẫn bị đập chết rồi, vách sắt là vẫn bị đập chết rồi. Trời đất, cái chơi cầu may. Con này vào nộ luôn hay sao mà mấy cái tên mấy tên đầu nó nộ rồi. Đập cứ đập phát chết con u tao chết như thường. Nói chung cứ xem chiến báo xong đoán tình hình, đoán phương pháp thôi. Cái này chắc phải cần thêm các cái ý kiến thiên tài của các bạn nào xem kênh có cái đội hình nó ấn tượng hơn không? Hiện tại chưa có nghĩ là cái đội hình gì nó ấn tượng lắm. Còn xác định đua cái này là đốt vàng thường xuyên rồi. Các bạn mình chưa biết làm sao là tối ưu số lượt thôi. Chứ còn về cơ bản thì kể cả không tối ưu thì Nick Crew vẫn tuột tốt những cái nick mà nhiều lượt rồi. Tại vì nói chung là hồi sinh full là nhiều lượt rồi. Chủ yếu là chi vàng là sẽ lên được nhiều điểm thôi. Nhưng quan trọng là làm sao để đứng được tối ưu nhất thì vẫn chưa biết làm sao để tối ưu nhất. Mà đôi khi con Kata nó ẩn thân ấy thì lại không đúng lúc con kia đánh trúng Kata thì mình cũng không biết được ẩn thân có thoát không. Chứ còn hư vô dính thì sợ ẩn thân cũng sẽ dính đòn nữa. Nếu vậy thì anh quanh 7-8 tơn khó hơn lắm. Nếu phát này con Kata bị xoáy không chết kìa, vãi nổi. Thế bây giờ không biết có nên chơi Kata không. Kata ẩn thân đi mình test phát nào. Không ẩn thân thì không test được cái trường hợp đấy. Mình vẫn đang chờ xem Kata ẩn thân có thoát được không. Con boss này level 1 nó khỏe vãi trưởng. Nó boss mới lúc nào cũng khỏe đấy. Kata vẫn sống kìa, bộ con Tata trâu đấy nhỉ. Ẩn thân đi, ẩn thân đi, ẩn thân đi. Ẩn thân rồi nhưng mà cũng lại ra đòn sớm ở quên mất. Kata đánh ra đòn hên xui mất. Ẩn thân tiếp không? Ẩn thân tiếp rồi, ẩn thân tiếp rồi. Bây giờ Kata mà ẩn thân là phát nữa mà nó không chết thì ngon. Phát này được tận 10 turn, ẩn thân tiếp này. À, ui xui, cái ẩn thân Kata thoát được này. Ẩn thân Kata vừa thoát được kìa. Vậy nếu Kata mà hên đến được nhiều tơn phết đấy, phải cứ giữ đội hình Kata đi. Mình vừa thấy Kata ẩn thân thoát được, mà không biết có phải ăn may không nhé. Mình thấy nó ẩn thân vừa thoát thêm một nhịp. Cái này tận 11 lượt này, phải để Kata hên xui đi. Ở đây cứ để Kata hên xui tiếp cho mình chờ. Nói chung là hên xui lắm, Kata nó ẩn thân hâm hâm dở dở lắm, mình chả biết nào một lần. Nói chung là mình vẫn kỳ vọng mà các bạn xem kênh có ý tưởng gì độc đáo, mình nghe cái nào hợp lý mình áp dụng thử. Các bạn thử cho mình mấy cái ý tưởng xem là có cái giải pháp gì để cho nó nhiều lượt nhất không. Và mấy con ẩn thân thì có một số con khác như con Jack nữa, nhưng mà nói chung là xếp vào đội nó hơi khó. Còn cái hư vô nãy hơi thất vọng, bỏ hư vô rồi. Và bây giờ hơi treo nốt, còn khoảng tầm 9 phút nữa. Thôi mình lại tua lúc kết quả xem có nhây được hơn không. Nói chung là nãy mà thấy khoảng Kata rồi được 10 turn, 11 turn là cũng ấn tượng đấy. Giờ mình sẽ tua tiếp nhé. Tầm này có lẽ hoạt động đã kết thúc rồi, nó kết thúc nhanh hơn cái thời gian đếm ngược mấy giây ấy. Mình thấy ấn đây không ấn được này. À đâu, ấn vẫn được. Không, nó ấn không được không? Như vậy chung cái này đã kết thúc rồi, nhưng mà kiểu kết thúc sớm hơn vài giây một chút xíu nhá. Rồi hiện tại ở đây bạn thấy mình đứng ở tầm top 2, bạn thấy là gần như chỉ có 3 top đầu là đua, còn mấy top sau gần như người ta không đua mấy, tức là kiểu xả vàng một ít ấy, không xả vàng hết cỡ mà chỉ xả vàng một ít ấy, đúng không? Thì nói chung là hôm nay hiện tại đây do tình thế khẩn cấp nên hôm nay là đầu tiên mình đánh. Tại cái hôm đầu tiên ra mắt mình bận mình không đánh. Nên hôm nay bắt đầu đánh là đầu tiên thì hiện tại mình chưa test thử trường hợp con Jack được. Nhưng mình đang tính là cho cả Jack vào nữa. Nhưng mà tôi như thế về mặt ý tưởng thôi, mình cũng muốn ghi nhận thêm các ý kiến của các bạn xem các bạn như thế nào. Còn hôm nay ở đây hiện tại thì xếp hạng trận doanh mình đứng hạng 3 và xếp hạng cá nhân đứng hạng 2. Thực ra là nếu muốn nhẹ đầu nhất đứng hạng 2 cũng được. Nhưng mà như mình vẫn đang xem xét có thể tối ưu hơn được không. Thứ hai là sao mình muốn tối ưu làm sao mà nó vừa được nhiều lượt mà lại vừa tiện đỡ phải chuyển đi chuyển lại đồ đạc nhiều ấy. Không lúc này cứ đi chuyển lại nó mệt ấy. Đấy thì ra mình muốn xem đấy thì bạn nào có ý tưởng gì hay hay gợi ý cho mình. Và hôm nay nói chung phần thưởng đây bạn thấy là cho mình berry này, cho mình phiến đá này, cho mình túi nguyên liệu siêu tướng này, những mấy cái này toàn con Nick Crew có rồi thôi. Ở đây thêm có túi nguyên liệu đại hải trình này, túi nguyên liệu đại hải trình tiếp này, đá ám kim này, túi nguyên liệu trái ác quỷ này, su này. Đây cái túi nguyên tố S là cái thứ ta cần để lên nguyên tố mới này. Chúng ta đứng top 2 cho mình được 2 túi này, hơi ít nhỉ. Đây là nguyên tố điểm kinh nghiệm nguyên tố này. Đây su tiếp này. Nói chung là quà hơi phèn nhỉ. Không phải hơi phèn mà số lượng nó ít quá, chờ nó lâu.
bây giờ mới được có hai túi mà cái mà mở cái này sao nó mở ngẫu nhiên, và như vậy nói chung là gần như mình cũng không thể quyết định được nhiều cái vấn đề là mình sẽ lên nguyên tố nào, mà đây còn xem nó random kiểu gì nữa. Mà nó có tận mấy cái nguyên tố random thế này thì biết là sao mà bao giờ đủ được không. Thôi cái này chăm chỉ xả vàng nhiều vậy, còn nếu không xả vàng nhiều chắc còn khớp mới lên được, mà lên được xong bạn có đủ kinh nghiệm mà nâng level lên không cũng là một vấn đề nhé. Thôi các bạn cứ từ từ, ai có vàng thì chơi, còn ai không có vàng thì chơi nhẹ nhẹ. Còn thế là bạn thấy là cái khoảng cách top 10 rất là nhẹ nhàng. Mình thấy top 10 mình nghĩ là nhiều bạn hy sinh chút vàng vào top 10 sẽ tiết kiệm đấy. Nhưng có thể mình nói thế đông người hy sinh vàng quá kéo lại khó. Thế còn về thấy ở đây chỉ có 3 top đầu là đua gắt thôi, còn mấy top sau thấy đua khá là nhẹ. Cái khoảng cách top 3 với top 4 trở đi là rất là xa nhé. Gần như chúng ta cũng không tiếp phải xả quá nhiều vàng như thế. Chẳng qua muốn ăn chắc, thực ra nhiều khi chắc người ta cũng để auto thì người ta đi đâu người ta chơi ấy mà, nên thành ra là có thể người ta xả vàng hơi quá. Chứ còn nếu mà ngồi căn được ấy thì đôi khi chúng ta chỉ cần mất ít vàng hơn hoàn toàn để được top 4 hoặc là top 3 mà tiết kiệm vàng hơn, đúng không? Đấy, còn là nó tùy thuộc vấn đề vào sớm hay vào muộn nữa. Tại vì hoạt động này tính số lượt mà nó có thời gian chờ nhất định thôi. Như vậy thì nếu giả sử bạn vào muộn quá thì bạn không thể lên top được, đúng không? Vì nó không tính theo sát thương, nên là như số lượt thì cùng lắm thì ông với tôi tranh nhau cùng lắm khoảng 1-2 lượt là mấy, đúng không? Còn hên xui, ví dụ nãy mình cho mọi người xem cùng trận con kata của mình ấy, một trận mình đánh được 7 lượt, một trận mình đánh được tận 11 lượt, đúng không? Còn như vậy cái khoảng cách nó sự sai số nữa, mình gần như là vào muộn là không có cơ hội lật kèo đâu, mà chỉ có trừ khi cái người đứng top 1 là người quá yếu mà người ta không chi vàng thôi. Còn nếu người ta đã quyết tâm chi vàng mà ta trận hình nó cũng chỉ chênh lệch khoảng vài lượt so với trận của mình chẳng hạn ấy, thì thực sự là cũng không thể lật kèo đâu. Đấy là chú ý vấn đề nhé, tức là phải vào sớm, phải chịu chi và trận hình nó phải có số lượt tương đối cao thì mới có thể lên top được. Một hoạt động khá là tốn kém, còn nếu không thì bạn cứ chơi bình thường thôi. Ở đây mình ngó qua một số cái nick cùi cùi tí xíu xem mà đứng cái hạng bình thường thì được khoảng tầm quà thế nào nhé. Thì mình thấy một điều là ở đây ví dụ mình tắt nick Gru cho người xem một nick khác nhé. Ở đây mình đang ngẫu nhiên biết nick nào đây. Thì cái nick này mình thấy ở đây nó cho cả mảnh thú cưỡi hay con voi mammut này. Con voi này là cái, nếu không nhầm thì chính là con voi trong đợt sự kiện cái sự kiện Grand Tesoro. Nick Gru có con voi to huỳnh cho pet cưỡi, không biết phải con đấy không, hay là con này con bậc thường, con kia là bậc một thì không rõ lắm. Hình như con của Gru là bậc một, con này bậc thường thì sao, nó cho nhiều khi có vật phẩm còn lạ hơn cái kia. Nhưng mà ví dụ mình thấy ví dụ như ở đây đứng cái hạng này đây là đứng hạng khá là thấp, hạng 51 thì mình thấy là không có túi nguyên liệu luôn. Ok, như vậy cũng hơi khoai nhỉ. Nhưng muốn lấy túi nguyên liệu là hơi tốn kém đấy. Nick này nick nào nhỉ? Nick này nick cam này. Như vậy nếu mà để auto mà không xả vàng một chút xíu ấy thì cái việc lấy nguyên tố mới qua hoạt động này cũng khá là xa xỉ đấy. Ở đây mình check lại trang chủ chút xem cái phần thưởng nó tính như thế nào nhé. Đối với hoạt động này nó tính vàng theo nguyên tắc sau. Hạng 1 thì nó sẽ cho bạn thôi berry mình bỏ qua nhé, hạng cao thì nhiều nhé. Túi random các thứ linh tinh mình quan tâm mỗi túi nguyên tố thôi. Thì ở đây chỉ có top 1 là được chắc chắn là 3 túi random nguyên tố. Hạng 2 được 2 túi, nãy mình cho bạn xem cái group là 2 túi đúng không? Còn hạng 3 là được 1 túi là chắc chắn. Còn lại nhá, còn lại từ top 4 đến top 10 thì có 80% được 1 túi. Top 11 đến 15 được 7% được 1 túi. Top 16 đến 20 được 60% được 1 túi. Top 21 đến 25 được 50% được 1 túi. Top 26 đến 30 được 40% được 1 túi. Top 31 đến 50 được 30% được 1 túi. Top 51 đến 100 30%, còn từ 101 đến trở đi thì có 20% thôi. Vậy như vậy nói chung là muốn ăn chắc được cái túi là cũng khoai nhé. Nói chung là cái tỷ lệ thấp lắm. Thôi nói chung cái sự kiện này nuốt không trôi đâu, các bạn chấp nhận vậy. Nhưng mà đây được cái an ủi một chút xíu là sao? Cái phần thưởng trận doanh ấy, nếu bạn đứng ở trận doanh hạng 1 thì bạn sẽ được 2 túi năm đường nguyên tố, hạng 2 được 1, còn hạng 3 thì không được gì. Và như vậy nói chung là cái trò may rủi rất là kinh khủng nhé. Tại cái trận doanh này nó là trận doanh ngẫu nhiên, đúng không? Thế như vậy nó dẫn ngẫu nhiên dẫn đến việc là ôi thế nếu giả sử ông nào mà vừa top 1 mà lại vừa được hạng 1 trận doanh, bạn sẽ được 5 túi. Nhưng mà nếu giả sử như bạn xui, ví dụ như trường Big Group vừa rồi được top 2 nhưng lại là hạng 3 trận doanh, tính ra được có 2 túi. Thì tính ra lại không bằng cái ông nào hên trúng cái trận doanh hạng 1. Nên nói chung là hên xui nhiều nhé. Nhưng thôi nói chung muốn ăn chắc thì vẫn mất vàng nhé. Mà hoạt động nó hơi khó nuốt một tí, các bạn thông cảm vậy. Chúng ta cố gắng làm sao kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Đấy là một số cái trải nghiệm nhanh của mình với cái hoạt động này thôi. Một hoạt động khá là tốn kém, với thấy là lấy nguyên tố mới khá là khoai. Thôi thì thôi các bạn nào mà kinh tế có hạn, nick yếu quá, tôi chăm chỉ đi đều. Cứ kiên trì thôi thì năm nay không có thì năm sau chắc có được một cái nguyên tố mới. Nói chung các bạn không nên nghĩ nguyên tố mới nhiều, thế nó khó lấy lắm. Hoặc khéo thì chờ nó phải vào trong sự kiện đặc biệt hay là vào nạp thẻ, may ra lấy được sớm thôi. Chứ lấy kiểu này còn lâu lắm. Kể cả nó đứng top 1 cũng rất là lâu nhé. Tại nó kiểu cái túi là túi răm đùm thì nó rất là khó. Nhưng thôi chúc các bạn may mắn thôi. Còn mình kết thúc video ở đây thì thấy nó hơi khó nuốt. Bạn nào thấy video hữu ích thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.